nay thì chúng ta sẽ đến với khu nhà đồng bộ 20 căn tại trục đường Hà Huy Giáp, sát bên với ngã tư ga của quận 12 nha. Một căn nhà đẹp với diện tích ngang 4,5m, sâu vào tới 16m, thiết kế một trệt một lửng 3 lầu, hướng chính là hướng đông bắc và đang được giao bán với giá hơn 6 tỷ đồng, vẫn còn thương lượng. Căn nhà rất đẹp, rất đẳng cấp nha anh chị. Thiết kế một trệt lửng 3 lầu, có tới 5 phòng ngủ, 6 vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt, sân thượng trước sau, hướng đông bắc, nằm ngay tại trục đường Hà Giáp ngã tư ga, sát bên quận Gò Vấp, chỉ cách quận Gò Vấp khoảng tầm 600-700m thôi. Đường trước nhà là con đường rộng 15m, có vé hè, đèn đường, cây xanh. Đầu hẻm là một quán cà phê rất là sáng nha chị, sát với trục đường chính phía bên ngoài. Vị trí rất tuyệt vời để cho chúng ta mua để ở, làm văn phòng công ty, hoặc chúng ta mua cho thuê. Phía ngoài là quán cà phê rất là đông và nhộn nhịp. Căn nhà vị trí cực kỳ đẹp nha anh chị. Đầu đường là quán cà phê và sát với trục đường chính phía bên ngoài. Khu nhà đồng bộ 20 căn, vé hè, đèn đường, điện âm, rất đẹp, rất sang nha anh chị. Khu này bán hết rồi, chỉ còn một căn thôi. Một em siêu phẩm nhà mẫu tân cổ điển, rất là đẳng cấp, ngang tới 4,5m, sâu vào 16m, thiết kế trệt lửng 3 lầu, hướng đông bắc, xây dựng hết đất luôn. Khoảng vỉa hè 3m nha anh chị. Lòng đường chắc tầm khoảng 8m. Vỉa hè 3m đậu thoải mái xe hơi, xe máy. Phía trong này thì có cửa sắt CNC 4 cánh và một lớp cửa cuốn nha. Trong đây là không gian phòng khách. Phòng khách thì sẽ được ốp sàn gạch 80 và được đổ bê tông. Anh chị đậu thoải mái xe hơi trong nhà, xe dài xe ngắn đậu thoải mái luôn. Tường sẽ được dán tranh màu lá thành công và tranh thuận buồm xuôi gió. Trên thì có trần thạch cao được sơn dát vàng và có đèn chùm. Căn nhà màu tân cổ điển rất là đẳng cấp nha anh chị, ngang tới 4,5m, sâu vào 16m, diện tích rất đẹp, rất là rộng thoáng, xây dựng hết đất luôn, hướng đông bắc nha. Trần bố trí đèn chùm thạch cao vô cùng đẹp và thông thoáng này, rất đẳng cấp luôn nha anh chị. Di chuyển vào trong đây sẽ là không gian cầu thang. Đối diện với cầu thang sẽ có bộ tủ rượu rất là lớn và làm bằng tầng luôn. Cầu thang được làm áp sát tường, đúc rộng 90, tay vịn và trụ là gò đỏ, kính cường lực dày 10 ly. Phía bên đây thì chúng ta có quầy bar và tủ bếp. Căn nhà có thể lắp đặt thang máy ở giữa nha. Cầu thang làm hở rất là nhiều, do vậy chúng ta có thể lắp đặt thang máy ở đây được. Đấy, chủ nhà mục đích làm hở để lắp thang máy nha chị. Anh chị nào muốn lắp thêm thang máy thì có thể lắp được nha. Một căn nhà đẹp, ngang tới 4,5m, sâu vào 16m. Và xong rồi nhưng mà chưa có lau chùi dọn dẹp sạch sẽ nha. Hôm nào lau sạch sẽ em sẽ bá Hưng sẽ quay lại cho anh chị. Trên có đèn chùm sơn dát vàng trên trần và gạch ốp cao lên đụng trần. Căn nhà xây cực kỳ chắc chắn luôn nha, cực kỳ chắc chắn và bề thế. Tủ bếp rất là rộng này, ngang 4,5m, do nhà mình rất là thoáng mát luôn. Phía sau thì có khoảng giếng trời để cho cửa sau. Và sau này hoàn công đây sẽ là khu vực nhà vệ sinh nha. Căn nhà hướng đông bắc, phù hợp với những quý vị nào theo phong thủy là Tây Tứ Trạch. Nằm tại trục đường Hà Huy Giáp. Khu nhà mình thì đã bán về ở hết rồi, chỉ còn duy nhất căn nhà mình bán thôi. Căn ốp gỗ đối diện cũng bán luôn rồi nha. Đấy, phòng khách rất là thoáng, rất là đẹp luôn. Giá chỉ có 6 tỷ 250 triệu đồng thôi nha. Trần có đèn chùm thạch cao và sơn dát vàng vô cùng cao này. Căn nhà xây rất là cao nha anh chị. Nhà cực kỳ đẹp luôn. Ốp gạch lên tường. Và cùng em di chuyển lên phía bên trên. Hẻm sát đường chính, đầu đường là quán cà phê, view rất là đẹp. Nhà thì chưa có lau dọn. Vài hôm lau dọn và sơn dặm vá thì em sẽ quay lại cho anh chị. Trên đây là không gian phòng khách nha. Phòng khách thiết kế trên lửng, ốp sàn gạch 80. Hai bên tường được ốp nhựa PVC và có kệ TV, ốp gỗ tường một chút. Trên có đèn chùm và trần thì cũng được sơn dát vàng, sơn nhú vàng nha. Cửa sổ ra phía sau đầy đủ hết luôn.
ngang tới 4 mét rưỡi, nhà mình rất là rộng, rất là thoáng nha mọi người. Anh chị cô chú nào quan tâm đến siêu phẩm nhà đẹp này, hãy alo trực tiếp về tem Hưng để được đi xem ngay. Với cái giá bán chỉ có 6 tỷ 250 thôi, giá rất là hợp lý rồi. Chúng ta alo ngay để được đi xem căn này. Căn nhà diện tích rất là lớn nha. Hướng Đông Bắc, vị trí rất là đẹp, sát trục đường chính Hà Huy Giáp. Anh chị nào quan tâm hãy alo ngay về tem Hưng. Và chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông nha. Trần được sơn dát vàng, cực kỳ đẹp. Ánh vàng rất đẹp, rất là sang luôn. Trong màu tân cổ điển. Cầu thang thì ốp đá hoa cương. Vài hôm lau sẽ bóng hơn nha anh chị. Bây giờ chưa có lau chùi sạch sẽ. Phòng ngủ thì rất là rộng, có toilet riêng từng phòng. Đấy, có làm tủ và kệ tivi thôi, không có bố trí nội thất nha. Bên ngoài thì có ban công đúc tầm 1,5 m, cửa nhôm Simpha, cột sơn đá nha anh chị. Căn nhà rất đẹp, rất là đẳng cấp luôn. Hướng chính là hướng Đông Bắc. Nhà rất là thoáng mát nha. Đường rộng tới 15 m, có vỉa hè, đèn đường, cây xanh. Toilet thì có bồn cầu khối, vòi sen thuyền, cái cốc cao lên đụng trần. Sang phòng số 2 của nhà mình thì có cửa sổ ra đằng sau nha. Có cửa sổ ra đằng sau đầy đủ hết luôn. Phòng ngủ rộng, toilet cũng rất là đẹp luôn, bồn cầu khối hết nha, có vòi sen. Anh chị đang xem video thì nhớ thả like, bấm chuông và gọi ngay về tới em Hưng theo hai số điện thoại đang hiển thị ngay trên màn hình. Chúng ta đi xem nha. Căn nhà vô cùng đẹp rồi, diện tích lớn. Giá bán có 6,250 thôi. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với khu vực phòng số 3, số 4 nha. Đây thì sát với Gò Vấp, cách trục đường Nguyễn Oanh có khoảng tầm 600-700 m thôi. Trên này thì phòng trống nha anh chị. Phòng rộng và rất là thoáng. Chúng ta về tự sắm nội thất. Toilet riêng hết nha. Đây là phòng số 4 nha mọi người. Và di chuyển lên trên, chúng ta sẽ đến với phòng thờ hoặc là phòng số 5. Nếu nhà nào muốn bố trí 5 phòng. Đây, phòng này thì đang để trống, rất rộng, có ban công trước. Bên này thì có vệ sinh luôn, khu vực để máy giặt này, phơi đồ phía sau. Bên này có vệ sinh ở đây luôn nha. Là khu vực giặt phơi đồ. Đằng sau đây có cầu thang sắt di chuyển lên trên. Video của em Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.